Lê Lữ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Bài viết tặng người đẹp Lý Nhã Kỳ. Thực ra thì thưa quý vị, bài viết ban đầu được đặt tên là Người Cộng sản Việt Nam và Tình Yêu, nhưng sau đó được đổi lại như hiện hữu. Thưa quý vị, ngoài mục đích câu view, bài viết còn liên quan đến cô Lý Nhã Kỳ với tư cách liên đới ở trong nội dung. Ngoài ra, người viết cũng cậy nhờ tiếng tăm của cô để chuyển thông điệp đến giới nghệ sĩ nói chung rằng: các quý anh, quý chị, xin hãy bớt chơi bời, bớt nhảy nhót với những game show nhan nhản trên truyền hình, mà nhìn những đứa trẻ đói khát trần truồng, dân nghèo sơ sát với nạn ung thư, hơn 15.000 ca phát sinh mới mỗi năm, đất nước kiệt quệ vì nạn tham nhũng nhầy nhụa, vì giặc tàu đang giết hại ngư dân chúng ta trên biển. Thật là đắn đo khi chọn chủ đề tình yêu mà lại kết hợp với cụm từ là Người Cộng sản Việt Nam. Chỉ cần nghe đến có thể gây khó chịu cho nhiều người, dù là người bên thắng cuộc hay bên thua cuộc, tùy theo quan điểm mỗi người. Đặt người cộng sản bên cạnh tình yêu, dù là nghĩa hẹp hay rộng, có vẻ như là sĩ giả nhiều giai tầng hoặc là quá lố một chút. Cũng có thể nói là một cái sự chấp giá gượng ép đầy băn khoăn khi cái cụm từ gợi cái sự dịu ngọt lãng mạn bay bổng lại đứng cạnh một cái hình ảnh khô cứng lạnh lùng đầy bạo lực và thủ đoạn. Cũng như nhiều người, đôi khi tôi thật băn khoăn không biết ngoài cái chữ người cộng sản, tên chính họ tự đặt tự nhận không phải do ai khác đặt ra để gọi cái giới cầm quyền Việt Nam, còn có cái tên gọi nào khác khả dĩ để đảm bảo rằng họ không hằn học, khó chịu, bực bội như nhà văn Phạm Thị Hoài đã cho biết. Tôi cũng không có ý định luận rộng ra là người cộng sản chân chính hay là chân gì cả, vì đó không phải là điều tôi muốn xoay quanh ở trong cái bài viết này. Ngoài tình yêu, người cộng sản ở đây theo thiện ý của tôi không nhất thiết còn hay không còn là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như không chắc những ai chưa bao giờ là đảng viên hay là chỉ dựa dẫm đồng lõa bắt tay với cầm quyền để mưu lợi cá nhân thì không phải là người cộng sản chăng. Những băn khoăn như thế này vẫn chưa có lời đáp chính thức, thôi thì cứ tạm gọi họ là người cộng sản vậy. Một người cộng sản với tình yêu thời xưa. Người cộng sản của thuở chống Pháp như Nguyễn Thị Minh Khai bỏ lại đứa con chưa giáp thô nôi cho người khác nuôi vì cách mạng đang cần mình hơn lúc nào hết. Hoặc là thời chống Mỹ với cái hình tượng Nguyễn Văn Trỗi, cái chàng thợ điện tủ đô mươi vừa lấy vợ chỉ vài tuần đã sa vào tay giặc ở trong quạt kép, rồi nhận án tử hình vì tội đặt mìn giết hụt Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, bỏ lại cái người vợ bơ vơ chưa hề biết cách mạng là gì, vân vân. Một thời đã làm nên những huyền thoại lung linh cho tuổi trẻ noi theo như là những thần tượng thời đại. Cũng không thể là không nhắc đến Hồ Chí Minh, người đã từng được gọi là vị cha già dân tộc một thời gian rất dài cho công cuộc tuyên truyền khi bàn về tình yêu. Những giai thoại và cả sự thật về những cuộc tình của nhân vật này đã lần lượt được bóc tách rõ ràng nhờ sự vượt bậc công nghệ thông tin trong thời đại mới. Tuy hình ảnh nhân vật này ngày càng bị phơi trần, vẫn không làm cho giới cầm quyền ngày nay biết dừng ngợi ca ông với tư cách là một nhà tu khổ hạnh ép sát và thanh cao để lợi dụng đặt ở trong ngữ cảnh của khái niệm liêm sĩ để đừng tiếp tục ru ngủ và lừa mị người dân. Các người vợ của nhân vật này như Nông Thị Xuân, Tăng Thức Minh ngày càng tỏ tường, cho đến cả cái người nối dõi tông đường của ông đều bị chối bỏ là điều ai cũng biết. Nói ngộ nhỡ, nếu ngày xưa ông Hồ đừng có chối bỏ đứa con trai mà bằng thủ đoạn tinh vi nào đó truyền ngôi lại cho con như dòng họ Kim của Bắc Triều Tiên, chắc gì ngày nay Đảng Cộng sản khốn cùng đến thế, chấm hỏi, chấm than. Dù sao, cũng không thuyết phục được dư luận về tình yêu của ông Hồ dành cho vợ con. Thật khó để mà tin, một người có thể yêu nước, thương dân,
trước khi mà biết yêu vợ thương con, bất chấp mọi giải thích để biện minh cho ông Hồ ở cái tư cách vị thánh, vượt lên mọi tầm thường dung tục của cuộc đời. Nhân vật tiếp theo mà tôi muốn nhắc đến là Lê Dưỡng. Theo bên Tấn Cuộc cho biết, người vợ thứ hai của ông là bà Nguyễn Thủy Nga, vốn đã có người yêu, mệnh danh là hung thần chợ đệm, ông Nguyễn Văn Trấn. Mối tình được cho là cả hai người vừa duy trì vừa kìm nén ở trong suốt 11 năm. Tuy nhiên tình yêu của họ cuối cùng bị bại lộ trước đảng, nên bí thư tỉnh ủy Cần Thơ đã kiểm điểm rồi chia cắt Đỗ Nguyên Ương bằng cách chuyển bà Nga về Sài Gòn. Tuy thế bà Nga cho biết, nhưng bảo tôi thôi yêu người tôi đã yêu thì khó làm được. Xa nhau cũng được, nhưng yêu là do trái tim tôi, đừng có bắt buộc. Không biết ông Dưỡng làm sao mà chinh phục được trái tim của bà Nga. Nói theo ngôn ngữ bây giờ đó là tán gái. Chỉ biết là ông Dưỡng đã nói, nếu có cưới vợ thì tôi thích người có tình chung thủy như chị Nga. Rồi ít lâu sau, Lê Đức Thọ xuống Cần Thơ công tác gặp bà Nga. Anh ba muốn hỏi chị làm vợ, chị nên đừng anh ấy đi. Anh xa nhà 20 năm không có tin tức gì gia đình. Gia đình anh còn ở vùng địch. Nếu chị làm vợ anh ấy, chị chăm sóc anh ấy để anh có sức khỏe làm việc. Đó cũng là một nhiệm vụ. Hiện nay trong lãnh đạo, anh ấy rất thông minh và sáng suốt. Anh em thường gọi ông là ông 200 Muji. Khi mà có người kề cận chăm sóc thì anh ấy sẽ trở thành 400 Muji. Cái sự sáng suốt của anh ấy rất có lợi cho cách mạng. Dù bà Nga thuật lại với nhà báo Quy Đức bằng cái chữ chân hững, khi nghe tin này, cuối cùng thì bà cũng về dinh theo chàng. Nhà báo Quy Đức bình luận: ông Lê Dưỡng đã chọn vợ là vì đức thủy chung mà ông chứng kiến bà Nga dành cho người khác. Và bà thì thừa nhận là đã chọn ông qua đạo đức và tình cảm lớn lao mà ông đã dành cho đồng chí, đồng bào. Một cái bình luận thâm thúy mà không phải cái viết nào cũng có thể viết ra một cách bình thản và khách quan như thế. Đầu óc tôi có phần kém cỏi khi không hiểu nổi tình yêu của người cộng sản qua trường hợp của Lê Dưỡng, khi đặt trong khái niệm là thích sự thủy chung của bà Nga dành cho ông Trấn, khi mà ta yêu sự chung thủy của một người dành cho một người khác, và bằng cách nào đấy để cái chung thủy đó nằm trong tay ta, thì ngoài cái chữ ăn cướp tình yêu của đồng chí Trấn thì còn cách gọi nào khác cho êm nhẹ hơn? Tất nhiên chỉ có kẻ thô lỗ như tôi mới ác miệng như thế, không thể nhẹ nhàng như những nhà báo khác được. Bạn đọc cũng có quyền nhớ lại cô lựu của soạn giả Nam Châu, lên án sự tà dâm và hiểm ác của tên hội đồng muốn cướp vợ người bằng cách vu oan cho ông chồng làm hội kính của cái thời Pháp thuộc. Tất nhiên tôi không có ý là so sánh ông Trấn, bà Nga, ông Dưỡng với cái vợ cải lương ngày xưa ấy, bởi họ là đồng chí của nhau nên mối tình tay ba Trấn, Nga, Dưỡng không gây ra một hậu quả xấu nào tính cho đến nay về mặt công khai. Ông Dưỡng lúc lấy bà Nga thì ở tuổi 41, còn bà Nga ở 23. Từ lời tâm tình của bà Nga khi yêu ông Trấn với nhà báo Quy Đức, người đọc thấy được cái mối tình đẹp như thơ và không kém phần đau đớn, khắc khoải, rối bời kéo dài suốt 11 năm. Tuy thế, gạt qua cảm tính, người đọc thật đăm chiêu về hai trường hợp, cũng có thể là hai option tùy chọn lựa. Option 1, ngồi bấm đốt tay tính thời gian. Bà Nguyễn Thủy Nga sinh năm 1925, dạy ra có thể là bà đã yêu ông Trấn lúc mới có 12 tuổi, nghĩa là năm 1937, vì theo bà đến năm 1948, mối tình sau 11 năm bị bại lộ trước các đồng chí. Không biết có sớm quá không nhỉ? Trong khi bà Nga lại cho nhà báo Quy Đức biết là bà yêu ông Trấn sau khi đã theo mấy chú đi hoạt động cách mạng ở tuổi 14. Có thể là vừa mới đi theo mấy chú thì đồng thời bà Nga đã ngay lập tức yêu ông Trấn vào năm đó chăng? Option 2, bà Nga sinh năm 1925. Khi đảng ta phát hiện bà Nga và ông Trấn dám vượt qua dòng đảng giáo vào năm 1948, nghĩa là năm đó bà Nga 23 tuổi, ngay cái năm mà bà lấy ông Dưỡng rồi, một câu hỏi cần đặt ra: có hay không mối tình với ông Trấn kéo dài đến 11 năm từ lúc bà Nga mới lên 12. Một hướng suy luận khác
Một cái thế cài răng lược được đặt ra, nghĩa là giữa lúc bị chia quyên rẽ thúy, bà Nga và ông Trấn vẫn âm thầm liên lạc, đi lại với nhau kể cả lúc về làm vợ ông Dũng. Trường hợp này khả dĩ làm cho con số 11 năm trở nên thuyết phục hơn và phù hợp hơn với cái tâm trạng cay đắng khi bà Nga nói vừa duy trì vừa kìm nén. Nếu suy đoán này là đúng, ít nhất chúng ta có thể gọi tên ngoại tình tư tưởng theo kiểu đồng sàng dị mộng mà bà Nga đã không nói ra sau khi đã về với ông Dũng. Nếu vậy, chỉ cần xét lại cái chung thủy mà ông Dũng thích ở bà Nga. Thêm vào đó, bà Nga gọi mối tình với ông Trấn là mối tình vừa duy trì, vừa kìm nén suốt 11 năm, làm người đọc thật băn khoăn và tâm trạng vừa giằng xé, vừa mâu thuẫn của bà. Nguy thật, có những cuộc di hành khám điền thổ nào đã xảy ra theo cái kiểu đổ phiên gác của kẻ thứ ba sau khi ông Dũng và bà Nga đã nên vợ nên chồng. Bởi sau năm 1952, khi ông Dũng ra mắt, bà Nga cho biết họ rất ít có thời gian bên nhau, theo bên thắng cuộc. Bà Nga cũng thú nhận với nhà báo Quy Đức là trong suốt cuộc hôn nhân hơn 3 thập niên, chỉ có 3 năm bà cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta cũng biết là doanh nhân Lê Kim Thành được cho là sinh ra vào năm 1955, nhưng không biết vào tháng mấy sau khi bà Nga đã ra mắt vào cuối tháng 3 năm 1955. Có option 3 là gì thì độc giả hoàn toàn có thể tự suy đoán. Riêng tôi thì chỉ còn một lý giải, một đống hỗn độn về tình tiết trộn lẫn với thời gian có thể gọi tên bất nhất. Kiểu này mà công khai với mấy chú an ninh ngày nay, nó đánh cho phù mỏ. Ở đời có hai thứ sai mà người ta khó giấu trước người khác: say rượu và say tình. Do đó, đừng bao giờ giấu hay mang khai, bởi những phi lý sẽ bộc lộ ngay trong câu chuyện. Vấn đề là thời gian, sớm hay muộn thế thôi. Dù sao thì những người phụ nữ như Nguyễn Thị Minh Khai, Nông Thị Xuân, Nguyễn Thụy Nga, vân vân cũng vô phúc vì sinh bất phùng thời, chịu nhiều thiệt thòi của cái thuở hàng vi trong một xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến. Do đó, ngày nay, bà Bảy Vân sống sung túc, an hưởng tuổi già cũng là phúc phần do trời đất ban cho, không có gì phàn nàn. Ngoài sự thật là mối tình tay ba của bà vẫn chưa thuyết phục cho lắm với tư cách là người cộng sản nổi tiếng. Mục thứ hai là người cộng sản với tình yêu thời nay. Xin phép lướt qua những vụ nhơ nhóp liên quan đến cái phần con như là Lương Quốc Dũng hay Nguyễn Trường Tô, Sầm Đức Xương, vân vân, bởi đã phơi ra dưới ánh sáng mặt trời chói chang đến nhức cả mắt. Và cũng bởi không thể giấy bẩn thêm hai chữ tình yêu mà xúc phạm đến đông đảo bạn đọc. Tình dục không có tội. Do đó, nhiều nước xem mãi dâm như là một nghề với những chính sách bảo vệ người bán dâm. Giải quyết sinh lý cũng không có tội vì suy tận cùng người cũng là một loài con. Vấn đề là giải quyết sinh lý như thế nào, với ai mới là quan trọng. Ở đây không đề cập đến tình yêu trai gái, tình yêu vợ chồng đúng nghĩa của nó. Những vụ bê bối tình dục của các nhân vật tai to mặt lớn trên thế giới như Bill Clinton, như Dominic Strauss-Kahn, tổng giám đốc của IMF, vân vân, đáng chê trách. Nhưng những người này vẫn còn liêm sĩ, bởi họ chưa bao giờ dám cao giọng rao giảng về thủy chung đối với người dân. Phải chăng đó là sự khác nhau giữa người cộng sản và người không cộng sản? Đôi đũa lệch, nông đức mạnh, đổ thì quyền tâm được xếp vào phần thời nay bởi vì nó còn khá nóng. Luật sư Trần Đình Triển đã chỉ thẳng tên bà vợ trong bài viết với chú thích: nay là vợ của bác nông đức mạnh. Không thể nói cái vụ cướp chợ bưởi không có một phần từ cái mối quan hệ trong vai trò kép, vừa là đại biểu quốc hội, vừa là phu nhân của cựu tổng bí thư Mạnh. Người ta cũng biết là bà Tâm hiện nay ở tuổi 47, ông Mạnh tròn 73, chênh lệch tuổi tác là 26. So sánh với mức chênh lệch của cặp đôi hoàn chỉnh Duẩn Nga là 18. Thế hệ thời nay vượt trội vì sức sống tình yêu để tái khẳng định chân lý là tình yêu không phân biệt tuổi. Dù dư luận phong thanh
là ông Mạnh đang tính bài chuồng an toàn trước sự việc bà vợ ngày càng coi thường công luận. Chúng ta cũng không nên đề cập đến khái niệm đảng ta là đạo đức là văn minh. Khi xét lại bà vợ đầu của ông Mạnh, bà Lý Thị Ban chết trong lặng lẽ, chưa tròn 3 năm tang chế thì ông Mạnh đã du dương mới. Điều này có vẻ hơi chướng nếu đặt trong bối cảnh Việt Nam là văn hóa nông nghiệp vẫn đầy ắp ngày nay. Trong một cuộc phỏng vấn với đảng Việt Tân, nhà văn Dư Thu Hân đã bày tỏ là chúng ta không quan tâm gái bao, nhưng chúng ta quan tâm về vạch trần tiền bao gái, bởi đó là tiền của dân. Khi đề cập đến mối quan hệ khuất tất của cặp đôi Nguyễn Văn Hưởng và Hồ Thị Thu Hồng, không có gì hồ nghi về cái sự thủy chung ở trong hoạt kép của cặp đôi này. Một khi họ ngân nga vì tình yêu, có điều chúng ta có cùng khái niệm và cảm nhận như họ không mà thôi. Cặp đôi này cũng bị đá đít, có lẽ sau khi mà cốt tranh đã được dắt xong. Dư luận không tin những khái niệm sám hối, ăn năn của hai người cộng sản này, nếu chúng ta vẫn đồng ý họ là nên được gọi như thế. Cặp Việt Đạt Hoàng Thùy Linh làm trò con heo tung lên mạng và Hoàng Thùy Linh sướt mướt khóc tạ lỗi với khán giả cùng với sự góp tay của Lại Văn Sâm đã tạo điều kiện cho Linh phơi bày cái sự nhẹ dạ, trong trắng và ngây thơ, nông nổi, ngỡ dễ làm cho người ta tha thứ. Ngược lại, cái vở tuồng rùi bu này đã bị chỉ trích không tiếc lời. Cần nhắc lại cái trò đồi bại của cậu ấm và cô chiêu này, bởi Việt Đạt trong tư cách là con trai của một viên công an cao cấp Hà Nội đến luận bàn về sự tác động từ môi trường sống và môi trường giáo dục mà cặp trai gái này hấp thụ. Cũng cần điểm qua cặp Suya Nguyễn Đức Nhanh, cựu giám đốc công an Hà Nội, Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, có con trai, con rể là Nguyễn Đức Quang, biệt danh là Quang Béo, ăn chơi khét tiếng đất Hà Thành, nhưng bộ óc xem ra là toàn chất đen thay vì chất xám, nên thụ hưởng từ người cha nổi danh về tội ác của mình, góp tay trong cái axit tạt thẳng vào mặt của nhà báo Trần Quang Thành hơn 20 năm về trước, hay chí ít là học hỏi được chút ít từ cái thói đạo đức giả và lừa bịp của ông bố vợ chứ gì. Rất tiếc không có dù chỉ một chút. Mới đây BBC đã tường thuật lại từ báo Việt Nam về Lê Trương Hải Hiếu, con trai của Lê Thanh Hải, bí thư thành phố Hồ Chí Minh, một mẫu người được mô tả là thành đạt với kiến thức trộn lẫn giữa tư bản, tức là tốt nghiệp thạc sĩ tại Mỹ, và cộng sản là đảng viên bằng chính trị cao cấp. Người ta không biết là cái cuộc hôn nhân về kiến thức này có dẫn đến thảm họa nào tương lai của chàng trai trẻ sáng láng phong độ này hay không. Chỉ biết là dư luận đang chĩa mũi dùi vào gia đình họ Lê này. Trong đó, những hình ảnh người con út là Lê Trương Hiền Hòa và cựu nữ đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ đang ầm ào đầy ở trên các diễn đàn. Người đẹp Lý Nhã Kỳ, tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, cũng từng làm dậy sóng khi có những hình ảnh giấy tờ chứng minh là cô đã có một đời chồng cùng với việc tai tiếng về bằng cấp giả. Đó là cái giá phải trả không tránh khỏi khi chấp nhận làm người của công chúng. Mới đây, người đẹp này đã cự tuyệt không tiếp tục sứ mệnh là đại sứ du lịch cho Việt Nam, mặc dù nhan sắc của cô ngày càng mặn mòi. Điều làm cho người ta khó tin là chỉ với nhan sắc đẹp, kiến thức tầm tầm, những vai diễn nhàn nhạt, thật khó ở trong một thời gian ngắn cô trở thành tỷ phú với cả một cơ ngơi về thời trang quá sức tưởng tượng. Cần nhắc lại tiền bao gái mà nhà văn Dương Thu Hương đã đề cập trong trường hợp này một lần nữa, đó là tiền xương máu mồ hôi của dân Việt. Trong khi Lý Nhã Kỳ cặp đôi với Lê Trương Hiền Hòa, con trai út của Lê Thanh Hải, một thiếu văn trẻ, một ông chủ về bất động sản với công ty CPDT và TM Bama Phúc Thịnh Gia có trụ sở ở 95 Sư Nguyệt Ánh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, thì nữ nghệ sĩ cải lương Quế Trân, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trúng cử khóa này, cùng với kịch sĩ Hồng Dân và ca sĩ Thanh Thúy cũng đang dính tin đồn là chuẩn bị về làm dâu nhà Lê Thanh Hải với cậu cả là Lê Trương Hải Hiếu. Không biết là tin đồn đúng sai như thế nào, nhưng bà nghĩ trẻ Quế Trân không ngại ngần cho phóng viên biết
là anh ấy có sự nghiệp ổn định, có thể bảo bọc được cuộc sống cũng như tinh thần cho mình. Nhiều người cho rằng việc Lý Nhã Kỳ hăng say tham gia công tác xã hội một dạo không phải là việc làm không có mục đích và nhận sự chỉ đạo của ai đó. Cũng như cô đào trẻ Quế Trân, tài năng nghệ thuật chưa là gì, cống hiến và bề dày thành tích tay nghề cũng chỉ là thuộc hàng nhãi nhép, tự nhiên phút chốc trở thành bàn nghị tại Sài Gòn, danh nổi như cồn với cái giải là công dân trẻ tiêu biểu mà Quế Trân không che giấu nỗi tự hào, lộ liễu và thách thức người dân đến mức không chấp nhận nổi cái thói độc tài phè phẩn lưu manh đến chà đạp cả xã hội khốn cùng. Sẽ là một thiếu sót lớn khi quên một người cộng sản thời nay nữa, đó là Nguyễn Thanh Phượng, con gái của đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hôn nhân giữa cô Phượng cùng với con trai của một cựu thứ trưởng tài chánh thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã làm nhiều người đau tai với bàn phím. Những tưởng không cần nhắc lại, duy chỉ khi nghe bài doanh nghiệp trẻ này phát ngôn, một người hay được dư luận chú ý thì phải cố gắng giữ mình để tránh điều tiếng không hay cho cá nhân và cả gia đình. Cá nhân tôi đánh giá bà doanh nhân trẻ này là người hiểu biết. Tuy thế, khi nghe bà sách mé gọi chúng tôi là một vài blog phản động, tôi cảm thấy phẫn nộ vì cái thói hỗn xược đối với người dân. Bà Phượng lấy tư cách gì để dám dùng chữ phản động chữ dân? Người dân đen như chúng tôi làm sao có đủ thông tin bí mật vừa giả vừa thật để phao lên, để du quan cho những người cộng sản tầm cỡ như bà. Bọn phản động phải chăng chính là những kẻ mà bà gặp hàng ngày, thậm chí trong những bữa dạ tiệc linh đình, lòng trong những phi vụ làm ăn cho cá nhân và phe cánh của bà. Mặt khác, bà đã biết phải giữ mình thì chúng tôi cũng nhắc cho bà nhớ vì đức hy sinh cao cả của những người tiền bối cộng sản như Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thụy Nga, vân vân. Sao bà Phượng không lấy những tấm gương đó mà học và làm theo cho phải đạo với tiền nhân cộng sản, lại đi kết hôn với kẻ lưu vong làm xấu mặt truyền thống cách mạng dễ dàng mà ông Nguyễn Tấn Thử, ông nội của bà, người đã bị giặc Mỹ giết chết, truyền lại cho cha bà và cho đến anh em ruột nhà bà. Tôi có thể là không nghi ngờ cái gọi là tình yêu trong hôn phối giữa bà và ông Nguyễn Bảo Hoàng. Nhưng sao bà lại không nghĩ đến phương án hy sinh bằng cách ly hôn để bảo toàn khí tiết và phẩm giá của dòng tộc nhà bà hơn 70 năm qua, từ khi đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng, thay vì đổ thừa cho cái bọn phản động nào đó. Kết. Thi sĩ Xuân Diệu đã viết: làm sao cắt nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Cô hãy là nơi mấy khóm dừa dầm chân trong nước đứng say sưa, để tôi là kẻ qua sa mạc tạm lánh hè gai thế cũng vừa. Rồi một ngày mai tôi sẽ đi, vì sao ai nỡ bỏ làm chi. Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá, chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì. Vì sao? Xuân Diệu, năm 1938. Với tâm hồn của những người cộng sản như dẫn trên, không biết là họ có còn một chút lãng mạn và bay bổng để hiểu tình yêu không nhỉ? Câu hỏi cuối cùng sau hàng loạt câu hỏi trong bài viết này là: người cộng sản Việt Nam có còn biết yêu và yêu như thế nào? Người viết: Nguyễn Ngọc Già.